Xin chào các bạn, annyeonghaseyo. Hôm nay mình sẽ thử thách mình ăn thử xem như thế nào nhé. Thì đây cả nhà cũng đã biết, đây là con bạch tuộc còn sống nhăn răng trong hồ bơi. Thì hôm nay mình sẽ thử thách ăn sống cái con. Thì sau đây mình sẽ bắt một con về ăn thử xem mùi vị ra sao nha mọi người. Và sau đây mời cả nhà ngắm các em bạch tuộc khiêu vũ nha. Nó với chân dài tới nách, trắng nõn như ngọc trinh vậy hả? Giờ sau đây mình nhờ ông chủ bắt một em làm sạch cho mình. Mọi người ơi, thì hồi lúc nãy mình đã order ở ngoài quán ấy, thì họ đã làm rửa sạch và đặt ra khúc 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 rồi như thế này, mà mình mua về nãy giờ cũng rất khá là lâu nhưng mà nó vẫn còn sống nha mọi người. Còn tươi sống 100% nha. Bây giờ mình sẽ thử ăn như thế nào nhé. Nó vẫn cái này nó vẫn còn sống nhúc nhích này đó, và chấm với cái tương ớt của Hàn Quốc nha mọi người. Cái tương ớt nước sốt này là nó chua chua cái cay ngọt ngọt. Bây giờ mình sẽ thử, xin mời mọi người ăn với mình nhé. Vẫn còn bò luôn nhút luôn nhút. Thì mọi người, nó không có tanh, nó không có tanh, cứ ăn được nhưng mà nó dai á mọi người. Bên hàng này người ta ăn cái này á, kèm với ớt nè, ớt ớt xanh, ớt hơi cay cay của họ, với tỏi, tỏi sống á, ăn vào cùng cho nó dậy lên cái mùi để nó hòa quyện vào với cái con này nè. Thứ nhất là cho nó bớt tanh nè, với ớt với tỏi là nó có cái mùi vị nó hòa quyện vào nhau thì nó sẽ ngon hơn. Nói chung là ăn được nhưng mà ăn nhiều quá mình ăn không đậm miệng. Chân đó chơi miếng bự ra to luôn. Bao dai luôn, ngang đứt. Ngay ông đứt như con đi chôn mà đưa vô miệng mà nhai luôn.
có cái độ dai của nó mọi người, nhai không đứt, càng nhai nó càng giòn, giòn giòn, độ dai càng giòn, mà chấm sốt này thì ngon, nó không có cái mùi tanh. Vẫn còn sống bò lốt nước này nè, nè. Càng nhai nó càng giòn, nó dai trong mồm á. Ăn vẫn được nhưng mà mình đưa vô miệng á, mình nhai nó không đứt, nó dai, càng nhai nó càng không đứt, nó dính vừa gắn lại mọi người. Nói gì cái đồ đồ ăn sống á, cá sống rồi này kia bên hàng đấy, thì mình có ăn cá sống rồi, ăn cá sống thì nó ngon hơn cái này, nó béo và nó có mùi thơm hơn cái này nè. Còn cái con bạch tuộc này thì nó kiểu nó không có cái mùi, nó không có béo, không có mùi gì hết, nó không cái mùi tanh của nó luôn. Nhưng mà mỗi cái tội là nó dai cái con này nè, nó dai cái con cá mình ăn đó, nó đưa vô miệng á mà nó tan chảy luôn á. Còn cái con này càng nhai nó càng dai như là cũng được, ngon. Này nó dai dai giòn giòn, nhà mà thích. Còn ăn sống thì chắc ăn không được nhiều. Nó còn sống tươi rói ở trong cái hộ, cái bể bơi hồi nãy á. Sốt này chua chua ngọt ngọt cay.